máy trợ thính dây đeo của Nhật giá bao nhiêu? Và xin chào bà con ha. Hiện tại thì mình có hai dòng máy sản xuất tại Nhật luôn. Một cái dòng truyền thống nhiều người xài đó là 1.280.000, hàng chính hãng sản xuất tại Nhật nha. Cái dòng này thì rất là nhiều người xài tại vì giá nó bình dân. Nếu mà như mình mua hàng chính hãng đó thì hãng sẽ bảo hành 1 năm, nhưng mà cái máy này cực kỳ bền ha, có người xài 5, 7 năm, 10 năm vẫn vượt qua bình thường của chú anh chị nha. Thì dòng máy này phù hợp cho ông bà mình lớn tuổi và ông bà mình ở quê thì máy âm thanh chất lượng rất là tốt và cực kỳ bền đó. Mình có cái thân máy như này, một dây đeo ha, mình gắn vào. Rồi cái máy này mình sử dụng là một viên pin 2A. Rồi một máy nữa đó là máy đời mới của Nhật luôn, cùng hãng luôn đó. Giá chính hãng là 4.460.000 của chú anh chị nha. Cái này vẫn bảo hành 1 năm chính hãng. Thì dòng máy này là nó dòng kỹ thuật số đời mới nên giá nó mắc hơn cái máy này rất là nhiều, nhưng mà cái độ lọc nhiễu rất là tốt và có chức năng nghe điện thoại nữa. Khi mà mình để kẹp điện thoại vô thì mình sẽ cộng hưởng sử dụng được cái máy này, mình nghe rất là rõ. Thứ nhất là lọc nhiễu tốt nè, và thứ hai là nghe được điện thoại ha. Cái dòng máy này là 4.460.000 của chú anh chị nha, chính hãng Realnet luôn, sản xuất tại Nhật đó. Còn dòng máy này là 1.280.000, thì thông thường ông bà mình hay xài dòng máy này. Máy này thì nó nhỏ hơn một chút, nó xài là pin 3A, còn cái này là xài pin 2A. Pin thì rất là dễ tìm cô chú anh chị ha đó. Thì để biết thêm thông tin chi tiết, cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ Hoàng Sơn để có thể lựa chọn dễ dàng hơn. Còn bên cạnh đó thì mình có những dòng máy không dây nữa, nhưng mà ông bà mình lớn tuổi thì nên xài những ứng dụng dòng máy có dây, vừa dễ xài nè, độ bền cao và âm thanh cực kỳ tốt cho chú anh chị nha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi, tạm biệt và hẹn gặp lại.